Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình Ba Sói TV đây. Các bạn này khá là lâu rồi mình không làm về diều phải không ạ? Đâu rồi nhỉ? Khá là lâu rồi mình không làm về diều. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái, đây, một cái sáo này mình vừa mua với cái giá 50.000 các bạn ạ. Mình mua cái sáo này với cái giá 50.000. Thì thật ra cái sáo này nó là cái sáo D50 các bạn ạ. Trông rất là ngắn này, trông rất là ngắn. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ lên đi test cái con sáo này để cho các bạn xem. Thật ra mình mua cái sáo với 50.000 cực kỳ là rẻ. Không phải, nó là như thế này. Cái sáo này là ngày hôm nay mình đang đi đường, mình đang trên đường đi làm các bạn ạ. Thì mình lại gặp một cậu bé mang cái sáo này đi. Không biết là chắc là trộm của ai đấy. Mình nghĩ chắc là trộm của ai đấy thôi. Tại vì cậu này cậu bé lắm. Thế bảo mang đi đâu? Bảo mang đi bán, mà bán bao tiền? Mà bán 50.000. Chắc 50.000 chỉ đi chơi điện tử thôi, đủ đi chơi điện tử thôi. Ôi, kêu ấy các bạn ạ. Sáo này thì là một cái sáo rất là mới nha anh em nhá. Một chiếc sáo D50 rất là mới và tầm ngắn. Con này thì mình nghĩ chắc chắn là đủ nhanh. Bây giờ thì mình sẽ lắp lên con diều kia. Đấy. Bây giờ mình sẽ lắp lên con diều đó và mình sẽ mang nó đi ấy nhá. Mang đi test nha các bạn nhá. Cái này là một thùng mực ấy. Nhẹ đấy các bạn ạ. Đấy, ok. Bây giờ thì mình sẽ phải lắp lên con diều đen kia và mang đi test. Tại vì mình bây giờ không còn diều nữa các bạn ạ. Còn đầu con diều đấy, một con diều to thôi. Ok các bạn. Đây nha các bạn nhé, còn đúng số D50 luôn. Ok, còn đúng số D50 luôn, mình không nói sai. Mình đây mình đoán nó cũng chuẩn. Bây giờ mới để ý. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ lắp lên con diều này nhá. Ok các bạn ơi, như các bạn có thể thấy đây là công đoạn buộc sáo của mình. Mình phải thút nó vào như thế này. Tại vì cái này trước là nó cõng sáo dàn sáo của mình đấy. Bây giờ hiện tại là mình đang mang nó đi cuốn chỉ các bạn ạ. Ngày hôm nay mình sẽ test quả sáo đơn này. Lâu lắm rồi mình không thả sáo đơn. Ngày xưa thì mình hay thả, giờ ít chơi sáo dàn, không chơi sáo đơn nữa. Sau khi buộc sáo xong thì mình sẽ đi test luôn cho bạn xem âm thanh nhé. Khá là ok, đơn giản. Nào. Cái dây dài nhất ở đây. Buộc cái sáo đơn này thì nó rất là đơn giản đấy các bạn. Không cầu kỳ như sáo dàn. Chỉ cần 3 cái dây này thôi, thoải mái rồi anh em. Ok, bao lắc lư luôn. Nó cứ lắc như thế này thoải mái đúng không? Mình thích thì mình làm cho nó cái như thế này nữa có gì đâu. Đó, nó là khỏi lắc luôn anh em ạ. Bao lắc. Ok các bạn, bây giờ thì xong rồi. Và tất cả anh em cùng đi test với mình thôi. Buộc cái sáo dàn nó cầu kỳ lắm. À, đây vẫn là cái con lần trước mà nó bị rách ấy các bạn ạ. Đấy. Vẫn là cái con lần trước nó bị rách ấy. Ok, bây giờ anh em sẽ đem nó đi test nha. Con này gọi là D50, như mình gọi nó gọi là đu đu non các bạn, bằng cổ tay đu đu non thôi. Đáng tầm phải dài tí đẹp. Nhưng mà thôi 50.000 chỉ thế này thôi. Ok, đi test với mình thôi các bạn ơi. Đi nào. Hey, các bạn ơi, vậy là anh em mình đã ra ấn đồng rồi. Bây giờ là sẽ tiến hành buộc nèo vào và bắt đầu đâm con diều này. Thật ra là chủ yếu là mình muốn test cái tiếng sáo cho mọi người nghe thôi. Chứ còn về cái con diều này nó cũng không có cái gì đặc sắc cho lắm các bạn ạ. Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ test con diều này nha. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đâm nhá. Để nghe em tiếng sáo của con này nó có ra gì không nhé các bạn nhá. Ok các bạn ơi, vậy là con diều của mình lên rồi. Mình đang cột một mình đâm các bạn ạ. Cho nên là cái tiếng sáo nó không được căng cho lắm. Phải có người cầm dây chạy nó mới căng được. Đây này, lại là này. Có ai cầm dây góc kia đâu. Lại trao xuống. May mà có một tí gió. Bây giờ mình sẽ ra chỗ cầm dây để cho các bạn nghe tiếng sáo nhé. Ok các bạn, sẽ ra chỗ cầm dây nhé. Các bạn ơi,
Vậy là có rượu của mình lên rồi, mình cầm được dây rồi. Bây giờ thì mình sẽ để nó leo dướn một tí cho mọi người nghe tiếng sáo nha mọi người. Nghe này. Để mình tuôn dây cho bắt đầu mình giữ lại cho mọi người nghe nhá. Mình sẽ tuôn dây đi ra bắt đầu mình sẽ giữ lại cho mọi người nghe tiếng sáo nhá. Đấy các bạn ạ. Ok các bạn ơi, vậy là các bạn nghe rõ tiếng sáo chưa? Thật ra cái sáo đơn này ấy, thu vào trong máy ấy, nghe nó khó nghe hơn là cái sáo dàn các bạn ạ. Đấy, cho các bạn nghe lại một lần nữa này. Mình sẽ cố gắng đó các bạn ạ. Ok, vậy là mình đã test thành công con. Ok các bạn, vậy là mình đã test thành công con sáo rồi nhá. Có khả năng là mình phải hẹn các bạn ở trong những video sau thôi. Bây giờ có gió thì những cái vụ nhiều có gió như này, sắp tới có gió đông bắc ấy, thì mình sẽ lại quay tiếp về những cái con diều như thế này. Mình sẽ quay về sáo dàn cho các bạn xem rõ hơn. Còn bây giờ thì mình phải thả hết dây cho con này nó lên đã. Đấy, sau thì mình đi về thôi. Giờ thì bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Các bạn cảm thấy video của mình hay, nhớ cho mình xin một like, một subscribe, một chia sẻ kênh nhé. Bye bye.